Rồi cái này sáng giờ quên quay đi Vũng Liêm của Vĩnh Long nè. À, quên điện Thảo là giùm ơi. Con xe nhà không? Để điện Thảo lên tao ơi. Ờ chứ giờ kêu ai vậy? Nó tới đâu rồi? Ờ. Lọc tới đâu rồi? Lọc tới đâu rồi? Lấy rồi. Mà lấy gì rồi? Rồi. Nãy chị lấy gì rồi? Chờ anh nè, bỏ ôm về trước rồi. Sao mà đi nhớ xe tôi nhớ. Quà cáp là đưa cho chị cho rồi nha. Bịch quà đưa rồi đó. Đây mới bảo dưỡng xong nha các bác. Cái này bữa mình có quay ở trong cái anh xách máy đó quay sử dụng á, các bác vô xem lại nha. Cuối cùng của nó là 953 hình như cái số máy cài số mười mấy hay gì á, của 4508D á. Sorry các bác, mình quên mất cái số đó rồi. Khỏi đi, khỏi đi. Đây cái dàn sới mới lắm. Các muốn xem rõ con này thì vô danh sách phát máy nó qua sử dụng. Còn bữa mình có quay về trong lô máy container tháng 12. Đây là cái địa chỉ công ty đây. Cái số thợ bàn các bác thêm chính giữa số 0 với số 7 là số 2 nha. Đổi máy dùng toàn quốc á. Vì ba điện không được, lý do là máy dùng toàn quốc đã thay đổi, có thông báo trên báo đài hết rồi. Rồi ổn rồi đó, xong. Máy này sáng giờ cũng làm nhiều thay nhớt động cơ, thay lọc động cơ rồi, xong. Sới chính hãng của nó mới lắm. Này mình bán cho khách 19 triệu cái dàn này.
không? Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Máy cài còn rất là nhiều nha. Đây, chào các bác nha. Địa chỉ công ty mình là ở 167 quốc lộ 53, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long nha. Đây là kho máy. Còn ở trong kho. Đây, trước là máy cài không. Đủ hết các loại. Cái kia là máy 105X nha các bác. Đây mình có 4708, 4508 Bắc Kim, rồi John Deere Kubota 6040, Massey Ferguson mới. Yamaha 494, 453. Đây, mấy cái máy này đây, quỹ xe chở đầy đủ. Đây là chiếc trăm mấy năm mình đang có nữa. Ok, nhiều lắm. Hôm nay kho còn nhiều. Hôm nay ngày 7 tháng 1. Đây là một số máy 3408 với 3608. Đây là kho máy gặt phía sau nha các bác. Còn khoảng 40 chiếc đó, máy gặt á. Máy cạc thì gì nãy mình quay. Ở trong đây cũng còn nữa nè. Đây, chuyển máy cho các bác được. Đây, tổng quan kho máy đây. Phía bên đây là cái khu vực bảo dưỡng máy. Ví dụ mà các bác mua máy xong rồi thì mình sẽ làm bảo dưỡng miễn phí cho. Có mấy chiếc của này là bảo dưỡng cho khách sau mới cài á. Sơ sơ cho bác xem dàn máy hiện tại bữa nay ngày 7 tháng 1. Đây tháng 1/2018. Nếu mà các bác ở xa, các bác nào ở ngoài Bắc hay là ở đâu đó thì mình vẫn có xe vận chuyển như bình thường nha. Các bác cứ tranh thủ sắp xếp thời gian vào lửa máy. Máy thì mình có update mỗi ngày số lượng máy. Tùy theo chất lượng của từng máy mình sẽ có với mức giá khác nhau. Đây, bên đây là cái chiếc DC70G. Đó. DC70G với lại 95 thì còn 3 chiếc. Đây, 95 nè. 95 tiếp. Đây là công chiếc 95 nữa. Nên mình gần trước mình quay tiếp mấy cái máy cài ở trong hay chưa quay. Đây một số máy cài Yamaha với máy cài Massey Ferguson của Mỹ mới. Ta Trung Quốc thì mình đang về hết hàng.
có là mua xe không không mình còn tới khoảng 5 chiếc nha, đầy đủ dễ lựa. Đây là quang cảnh ở phía trước công ty đây. Đây là đường quốc lộ 53. Đây, đang móc mấy cái máy cày ra dọn dẹp lại xíu. Chuẩn bị đông năm mới. Phía sau cũng còn nhiều lắm. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Thì nếu mà các bác cảm thấy thích cái kênh bán hàng của mình á, thì cái chỗ này của chỗ chưa đăng ký á, thì các bác nhấp vào đó là các bác sẽ đăng ký theo dõi cái kênh bán hàng của mình. Thì mọi góp ý của các bác mình, các bác cứ comment ở những video bên dưới ha. Cảm ơn các bác. Nhớ like và subscribe theo dõi kênh mình nha. Xin cảm ơn các bác rất nhiều.